Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Thưa quý vị, như vậy là hành trình gần 3.000 km với 25 chặng đua cùng với vô vàn diễn biến hấp dẫn và kịch tính đến từ những tính toán chiến thuật rất đa dạng của các huấn luyện viên và các đội đua đã khép lại mùa giải Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023. Và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại chủ nhân của các danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội tại cuộc đua năm nay. Vua nước rút cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Nếu bình chọn tay đua xuất sắc nhất Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2023 sẽ không quá khó khăn để chương trình Vua nước rút lựa chọn Peter Rikunov. Bởi không chỉ tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang lập cú đúp áo vàng và áo xanh chung cuộc, mà còn bởi những kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Rikunov lập nên ngay trong lần đầu tiên tham dự cuộc đua danh giá nhất cả nước. Mặc áo vàng suốt 25 chặng là một kỷ lục không biết bao giờ mới lại xuất hiện một lần nữa. Ngay từ chặng mở màn đua vòng hồ Hoàng Kiếm, Peter Rikunov đã hé mở ẩn số sức mạnh của mình với màn bứt phá một mình về đích để mặc chiếc áo giành giá nhất. Tay đua của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, Peter Rikunov đã thành người giành chiến thắng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Và Rikunov không ngần ngại bộc lộ sức mạnh khủng khiếp để bảo vệ áo vàng suốt 24 chặng còn lại. Trên những ngọn đèo hùng vĩ nhất, những đợt tấn công dồn dập của bộ đôi Igor Frolov và Vladislav Duyunov trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group cũng vô phương trước sự đeo bám nhẹ nhàng của Rikunov. Quá khó có thể đánh văng tay đua đang tạm giữ chiếc áo vàng này. Nhưng vừa rồi đã có thêm một tình huống nhấn bàn đạp tấn công của Vladislav Duyunov và Igor cũng thêm một mũi tấn công nữa đến từ đội đua của Thành phố Hồ Chí Minh. Tay đua đang mặc chiếc áo chấm đỏ đang cố gắng để tấn công. Nhưng ngay lập tức chúng ta thấy Peter Rikunov đã bám sát ở sau lưng. Tôi cố gắng tấn công trước để khiến đối thủ phân tâm, nhưng anh ấy vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Rikunov đã cho thấy khả năng đeo bám quá tốt dù phải chịu sự tấn công của cả hai chúng tôi. Hơn nữa, Rikunov còn bảo vệ áo vàng theo cách xưa nay chưa từng có. Thay vì phòng thủ, Rikunov lại chọn tấn công, mà những đòn tấn công đều tung ra vào thời điểm ít ai ngờ nhất, mang về những kết quả mỹ mãn nhất với 10 chiến thắng chặn cho riêng cá nhân Rikunov, giúp anh giành cả áo xanh cho vua nước rút. Thành tích mà trong lịch sử 35 năm cúp truyền hình chỉ có 3 người làm được: Trương Quốc Thắng năm 1998, Trịnh Phát Đạt năm 2003 và Hồ Huỳnh Vạn An năm 2014. Giờ đây chúng ta chờ xem. Javier không, vẫn là Peter Rikunov. Tất cả đều đang rất nỗ lực ở trong đoạn đường cuối cùng này, nhưng thật khó cho Igor Frolov. Chiến thắng chặng thứ 6 ở cuộc đua năm nay dành cho Peter Rikunov. Chúng ta xem cuộc cạnh tranh rất quyết liệt của các tay đua. Peter Rikunov đã là người vượt lên. Trận tung kỳ bám rất chắc với Peter Rikunov. Loic vẫn chưa tách ra. Và là lúc cuối cùng 100m cuối. Peter Rikunov. Quá mạnh. Không thể cản nổi. Chiến thắng lần thứ 10. Tập đoàn Lộc Trời An Giang có một mùa giải thành công rực rỡ khi giành luôn cúp đồng đội. Đó là thành công đến từ một tập thể mạnh, toàn diện, cùng tinh thần thi đấu kiên cường. Có những chặng đua bị bào kiệt sức dưới những đòn tấn công liên hoàn của đối thủ, nhưng học trò huấn luyện viên Lê Thành Liêm vẫn vững vàng ở ngôi đầu. Đương kim áo vàng Igor Frolov của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama chính thức trở thành cựu vương. Sức mạnh trên những ngọn đèo của Igor Frolov vẫn vượt trội so với các tay đua Việt Nam. Nhưng dù có thêm sự hợp lực của Vladislav Duyunov, thì Igor Frolov vẫn không thể đánh văng Rikunov trên chính ngọn đèo ở cúp truyền hình năm nay, đành hài lòng với chiếc áo chấm đỏ vua leo núi. Igor vẫn cực kỳ mạnh mẽ, và anh đã giành chiến thắng ở đỉnh đèo Hải Vân. Igor Frolov đang phát pháo đi đầu tiên, Peter Rikunov và Javier Perez thì vẫn đang đeo bám Vladislav Duyunov. Igor Frolov chắc chắn sẽ là người giành chiến thắng trên đỉnh đèo Ngoạn Mục. Thành phố Hồ Chí Minh Vinama còn giành thêm một danh hiệu nữa, giải ấn tượng với chiếc áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất thuộc về Nguyễn Thắng.
Phạm Lê Xuân Lộc tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng. Ở tuổi 18, tay đua của quân khu 7 thể hiện tài năng thiên phú và nỗ lực phi thường để bảo vệ thành công áo trắng đã giành được tại cuộc đua năm ngoái. Thất thế ở chặng đồng đội tính giờ để mất chiếc áo trắng đã giành được từ chặng 1 vào tay đối thủ lớn nhất Lê Hải Đăng của Dược Domesco Đồng Tháp. Nhưng học trò của huấn luyện viên Trần Thôi cũng chỉ cần 2 chặng để đòi lại. Ngay trên ngọn đèo An Khê và Măng Giang, Phạm Lê Xuân Lộc đã bỏ lại cả tập thể Đồng Tháp phía sau, bao gồm cả Lê Hải Đăng, để tấn công lên nhóm những tay đua mạnh nhất, giành lại chiếc áo cho tay đua trẻ xuất sắc nhất một cách thuyết phục. Team em phải luôn ổn định và khoảng 8 phút đó thì em phải chịu ngợp để em cày quát power của em phải tầm 300-350 lên để em vô được Basaku. Và khi vô được thì em phải nỗ lực đấu tranh, và đấu tranh đó là về ý chí. Tại lúc đó là ngưỡng 8 phút rất là mệt và em đã cố gắng để được dính vào Basaku. Một mùa giải đỉnh cao của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại khi người hâm mộ chứng kiến những pha tấn công mãn nhãn của các ngoại binh, sự tiến bộ vượt bậc của những tay đua hàng đầu trong nước cũng như sự trưởng thành nhanh chóng của các tay đua trẻ. Đang xen trong cuộc tranh chấp danh hiệu là nét đẹp tuyệt diệu của chiến thuật xe đạp đường trường. Tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, với những người làm chương trình Vua Nước Rút chúng tôi thì trên đoàn đua không có kẻ thắng người thua, mà tất cả cùng đã chiến thắng một hành trình gian nan vất vả và cùng đạt được những mục tiêu mà cá nhân và tập thể của mình cùng đề ra. Và chúng ta hứa hẹn sẽ còn chờ đợi một mùa giải mới hấp dẫn hơn nữa khi cánh cửa này khép lại, sẽ mở ra một cánh cửa mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024. Chương trình Vua Nước Rút cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Sản phẩm của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.